tiền ăn sáng không? Ủa, tao đói quá rồi đấy. Không, tôi không có. Rồi cái gì? Có vẻ như mày không ăn đòn không chịu được phải không? Mày, mai mày phải dụ nó đến cái chỗ đó. Lại còn định lấy cái này ra để dọa bọn tao á? Không có đâu, anh em đâu, anh nhó. Yeah. Cậu là Tuyết à?